Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến mẫu đồng hồ Patek Philippe với mã hiệu 5327J. Bước vào chiến trường của những chiếc đồng hồ lịch vạn niên, có nhiều không nhiều mà ít không ít đội nhóm sản xuất năng lực. Nhóm nhà sản xuất với phong cách kỹ thuật hiện đại thì gồm có các đại diện như là Grebel Forsay, MBNF hay là Motion C. Còn nhóm các nhà sản xuất mà bao trùm với đó là vẻ đẹp cổ điển cùng những bộ máy lịch vạn niên đã sử dụng qua nhiều thập kỷ thì Patek Philippe sẽ là số 1 cùng với sự góp mặt của các nhà sản xuất như Vacheron Constantin hay là Ulysse Nadine. Thương hiệu Patek Philippe là cha đẻ sản sinh ra tính năng lịch vạn niên trên những chiếc đồng hồ đeo tay vào năm 1925. Do đó, lịch vạn niên vẫn luôn luôn là một trong những dòng đồng hồ chủ đạo của hãng và được duy trì tới thời điểm hiện tại. Lịch vạn niên là một tính năng nặng đô trong chế tác đồng hồ cơ học. Nhiều nhà sản xuất có năng lực còn có khả năng tích hợp thêm tính năng điểm chuông hay lồng tourbillon tạo nên những con quái vật có khả năng đeo trên cổ tay. Thế nhưng số lượng mà nhà sản xuất có thể làm được điều đó không nhiều. Thành thực cần phải khẳng định rằng có bao nhiêu nhà sản xuất có thể lồng ghép 20 tính năng phức tạp bao gồm 5 kiểu điểm chuông, báo thức và cả tính năng lịch vạn niên như trong cỗ máy Grandmaster Chim với mã hiệu 6300A như Patek Philippe đây. Sẽ không quá khi khẳng định Patek Philippe là một tượng đài về đồng hồ lịch vạn niên trong giới chế tác. Thật may mắn là Gia Bảo Luxury đã từng có cơ hội tiếp xúc với những chiếc đồng hồ Patek Philippe vạn niên như 5327 và 5320. Cùng mang chức năng lịch vạn niên, nhưng cả hai mẫu đồng hồ lại sở hữu phong cách thiết kế khác biệt và không hề trùng lặp. Không khó để nhận ra việc sử dụng các ô cửa sổ chỉ báo lịch và tính năng đem đến cảm giác hiện đại cho mã số của chiếc Rep 5320. Còn với Rep 5327, sự có mặt của 3 mặt số phụ nằm cân đối mang đậm cái chất truyền thống. Và đặc biệt là như trên chiếc đồng hồ Patek Philippe Grand Complications, 5327J hiện đang có mặt tại Gia Bảo Luxury. Sự kết hợp của bộ vỏ vàng vàng, mặt số trắng mịn, nét đẹp cổ điển thực sự đã chiếm ưu thế. Hãy cùng đi sâu và tìm hiểu mẫu đồng hồ Patek Philippe 5327J. Trừ những model đặc biệt hoặc là model kỷ niệm sở hữu bộ vỏ thép không gỉ, thì hãng có một truyền thống là sử dụng chất liệu quý hiếm cho bộ vỏ đồng hồ. Ở mẫu đồng hồ ngày hôm nay thì Patek Philippe trang bị cho chiếc đồng hồ này bộ vỏ bằng vàng vàng với kích thước 39mm. Dễ nhận thấy là với những fan hâm mộ đồng hồ Patek Philippe, chữ cái J đặt đằng sau mã hiệu sẽ tiết lộ chất liệu của chiếc đồng hồ đó. Bộ vỏ vàng vàng sáng, nổi bật, vành bezel trơn hơi dốc sáng bóng, cạnh bên cho tới cảng nối dây đều được đánh bóng mượt mà. Không chỉ ở bề mặt phẳng như trên vành bezel, cả những khu vực lõm xuống tại bốn bên cảng nối dây trên chiếc đồng hồ này cũng được hoàn thiện sáng bóng. Chi tiết này thì đem đến hiệu ứng thị giác thú vị khi mà nhìn đồng hồ theo góc nghiêng. Đóng vai trò là lớp áo giáp kiên cố, bộ vỏ tròn cổ điển của mẫu đồng hồ ôm trọn lấy mặt số màu trắng bên trong. Mặt số hiện lên trong chất liệu men nung màu trắng và một lần nữa chúng ta phải khẳng định rằng chiếc đồng hồ này tràn ngập hương vị cổ điển trong đó. Lớp men trắng sạch sẽ và mịn màng đã làm bật lên từng chi tiết nhỏ bé được hoàn thiện tinh tế ở bên trên. Một vòng chấm tròn bằng vàng chạy theo vệt mặt số đóng vai trò làm cọc chỉ phút. Lùi vào bên trong là 12 cọc chỉ giờ mềm mại cùng chất liệu với bộ vỏ đồng hồ. So với mẫu tiền nhiệm là 5140, thương hiệu đã tạo nên sự khác biệt riêng thuộc về 5327 là ở bộ cọc chỉ giờ. Nhờ sự mở rộng về đường kính, sự có mặt của cọc số Brigade đem đến hiệu ứng thẩm mỹ hoàn hảo. Từng cọc chỉ giờ đều hiện lên với sự mềm mại cùng với bề mặt sáng bóng và cuối cùng những linh kiện nhỏ bé ấy đều được từng người nghệ nhân của thương hiệu này tiến hành đính đổi thủ công lên mặt đồng hồ. Bộ kim trung tâm cũng hiện lên với kiểu dáng chiếc lá hình đơn giản và sáng bóng đồng đều cùng với những cọc chỉ giờ. Một lần nữa chúng ta buộc phải so sánh mẫu đồng hồ này cùng với 5140 bởi sự tương đồng không thể chối cãi của hai mẫu. Được tung ra vào năm 2006 thì 5140 đã được sản xuất trong vòng 10 năm cho tới khi 5327 được giới thiệu tại Bezel World 2016. Và sự khác biệt nổi trội nhất ở hai mẫu đồng hồ này chính là kích thước và thiết kế mặt số đồng hồ. Đường kính 39 cho phép mặt số của chiếc 5327 có nhiều không gian hơn nên việc sử dụng cọc chỉ Brigade bên trên cũng được đánh giá cao hơn so với là cọc Baton như là trên mẫu đồng hồ 5140. Đồng thời thì kích thước lớn như vậy cho phép 3 mặt số phụ trên đồng hồ được phân tách nhau ra và mặt số cũng trông thoáng đãng hơn dù nhìn chung là có khá nhiều con số và chữ cái ở bên trên. Dựa vào cách đánh chỉ số và chữ cái viết tắt thì người dùng sẽ không khó để phân định được từng chức năng trên mặt số đồng hồ.
Và như đã khẳng định ở đầu video thì Patek Philippe là nhà sản xuất thuộc về nhóm cung cấp những chiếc đồng hồ lịch vạn niên truyền thống. Không chỉ là ở vẻ ngoài, điều này còn đúng đắn khi nhắc tới bộ máy bên trong của mẫu đồng hồ 5327J, Caliber C 240Q, vốn được sử dụng trên model lịch vạn niên 3140, biểu tượng của hãng từ năm 1985 tới nay, vẫn tiếp tục được trang bị trên mẫu đồng hồ này. Dĩ nhiên là bộ máy đã được tích hợp thêm nhiều cải tiến mang tính kỹ thuật đặc trưng. Những linh kiện từ silicon đã được phát triển tiên phong bởi CSIM Thụy Sĩ dưới sự hợp tác của ba ông lớn trong ngành là Rolex, Patek Philippe và Swatch Group. Nếu năm 2005, silicon còn là một vật liệu mới, thì giờ đây nó còn được xem là vật liệu nắm giữ tương lai của ngành công nghiệp chế tác khi nó có quá nhiều đặc trưng ưu việt. Và vào năm 2006, Patek Philippe đã chính thức sử dụng dây tóc từ silicon và đặt tên là Spiromax. Không được làm từ kim loại, do đó không bị ảnh hưởng bởi tới trường. Silicon là vật liệu tuyệt vời để làm dây tóc. Không lâu sau đó, Patek Philippe có giới thiệu bánh xe cân bằng Gyromax và linh kiện này cũng đã góp mặt bên trong bộ máy Caliber 240Q. Và thay cho lời kết thì Patek Philippe 5327 là một chiếc đồng hồ với vẻ đẹp cổ điển, được thương hiệu gìn giữ từ thế hệ đồng hồ lịch vạn niên đầu tiên và tiếp thêm nhiều những cải tiến vượt trội của hãng, đảm bảo hiệu suất hoạt động hiệu quả hơn. Không nằm ngoài xu hướng và đứng dưới ngôi nhà mang tên Patek Philippe, đây sẽ luôn là chiếc đồng hồ được săn đón và là một nguồn đầu tư đáng giá hiện thời. Vậy còn suy nghĩ của các khán giả Gia Bảo Luxury thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới nhé. Đừng quên theo dõi những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!